trung tâm Hiền Miêu xin kính chào khán giả. Quay trở lại video clip của buổi chiều ngày hôm nay thì bên em Miêu lại tiếp tục về những cặp loa 938 và 935 huyền thoại ba đường tiếng. Thì nói về những cặp loa 935 thì anh em biết rồi. 935 thì sở hữu một bát 40, một trung 20 và một tép kèn đời 9. Thì đây là một trong những phân khúc để anh em nghe nhạc và sử dụng karaoke sẽ là vô cùng tuyệt vời luôn. Và ngày hôm nay thì em Miu sở hữu một cặp quá tuyệt vời luôn cho anh em nhá. Có nghĩa là anh em có thể tìm mua ở cửa hàng khác cũng khó có thể là tìm được một đôi đẹp và mới như đôi này. Về phần nội thất của nó thì bao mới 80-90% cho anh em. Về phần thùng thành cũng vậy, vậy là long lanh luôn cho anh em nhá. Đây là một cặp mà em Miu buôn về GB 3 số rất nhiều nhưng mà cũng sẽ hiếm gặp luôn, nên cũng phải thông báo tới anh em thế. Đôi loa này có mã số là MR935, mã số 21993. Mỗi một đôi loa thì nó sẽ đi kèm với các sơ di của nó. Và đời loa 3 số thì anh em biết rồi, sản xuất Made in USA xịn sò. Bạn nào nhu cầu mua về cặp loa này thì bên em thì mình sẽ chuyển hình ảnh chi tiết và cụ thể cho anh em luôn. Loa rất là đẹp luôn nhá. Đôi loa có thể nói là hàng mẫu để cho anh em chơi những tìm mua luôn. Dành cho bác nào thực sự muốn tìm một đôi 935 đẹp, tem cờ nguyên gốc, quá đẹp. Nhìn độ nét căng của nó. Và phía dưới là một cặp MR938. Thì ngày hôm nay thì em Miu đang sở hữu hai cặp này, thì cũng xin phép tiếp thị để cho anh em nào nhu cầu tìm mua thì có thể liên hệ với bên em. Và cũng xin phép thông báo giá để cho anh em cân đối khi mua. Thì những đôi MR938 thì tại thời điểm này bên em Miu cũng sẽ đưa ra mức giá là 35 triệu đồng. Còn cặp 935 phía trên, lý do là đẹp nên nhập cao, em xin phép đưa ra mức giá là 32 triệu 500 ngàn đồng. Đấy, thì bác nào nhu cầu đầu tư mà mua về những cặp loa thuộc đời 3 số, 3 đường tiếng này thì liên hệ với trung tâm Hiền Miêu. Có địa chỉ tại số nhà 26 Nguyễn Trãi 1, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Với sở hữu hai số điện thoại 0973 096 520 và 0973 034 319. Sau đây em sẽ mời anh em thẩm âm về chất âm của cặp loa MR935. Em cắm lên. Sau đây anh em có thể nghe một chút về cái chất lời cũng như độ thật về nhạc của đôi loa này. Độ nảy về cực hay luôn. Và nghe về nhạc vàng, nhạc Belezo thì hết thuốc luôn. Em bật lớn lên, em xoáy volume lớn lên cho anh. Mời anh em thử. Đời quá sâu nha anh em nhá. Quá đẹp luôn.
la này dành cho những em đam mê và chất của đô la này nhá. Từ trước giờ em bán những cặp 935 rất nhiều rồi, nhưng mà thực sự nói đây là một cặp rất là đẹp và quá ưng ý, và chất âm của nó thì khỏi tả rồi. Nhưng độ zin và độ đẹp, độ mới của đôi này thì ít gặp luôn. Đấy, nhưng mà tiền nào vải đấy cho anh em.